Minh xin chào quý vị đến với chương trình Mua sắm với Việt Shopping. Thưa quý vị, như thường lệ thì mỗi chương trình Mua sắm với Việt Shopping, Nam Minh sẽ gửi đến quý khán thính giả một sản phẩm mới. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Hôm nay, Nam Minh xin mượn chương trình này để có cuộc nói chuyện với chị Kim Phượng, là người đại diện của Việt Shopping TV, về chương trình xổ số tri ân khách hàng sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 12 sắp tới đây. Nam Minh xin chào Kim Phượng ạ. Kim Phượng xin chào Nam Minh. Kim Phượng xin kính chào quý khán thính giả thân thương của Việt Shopping TV. Nam Minh được biết là vào ngày 6 tháng 12 sắp tới thì Việt Shopping TV sẽ có một cái chương trình xổ số tri ân khách hàng. Xin chị cho khán giả được biết thêm về những thông tin của chương trình này được không ạ? Thưa quý khán thính giả, đây là lần đầu tiên Việt Shopping tổ chức chương trình xổ số tri ân khách hàng. Như Nam Minh có nhắc đến, chương trình xổ số sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 12 năm 2014. Hình thức tham gia xổ số rất đơn giản thưa quý vị, cũng như trong các mẫu thông báo và quảng cáo gần đây của Việt Shopping trên TV. Chỉ cần quý vị gọi phone ở cửa hàng của chúng tôi ở số 1-888-504-0888 hoặc đến cửa hàng của Việt Shopping TV tại số 2114 Center Road, Suite 22 và tham gia bất kỳ dịch vụ nào của cửa hàng như mua dược thảo, gửi hàng về Việt Nam hoặc là mua thẻ ông địa, v.v. thì quý vị sẽ có cơ hội tham gia xổ số. Cứ mỗi 50 Mỹ Kim quý vị dùng tại Việt Shopping TV thì quý vị sẽ nhận được một vé tham gia xổ số. Khi quý vị mua càng nhiều thì quý vị sẽ có nhiều vé tham gia xổ số và cơ hội may mắn của quý vị cũng sẽ nhiều hơn. Wow. Chẳng hạn như là quý khán thính giả mua 300 đồng thì sẽ được 6. Wow. Nhà 6 vé xổ số thì cơ hội trúng thưởng của mình sẽ càng cao hơn. Như vậy thì cái cách thức mình, cái chương trình xổ số của mình như thế nào thưa chị? Thưa quý vị, Việt Shopping sẽ dùng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Tất cả những vé số của quý vị sẽ được để chung trong thùng vé như thế này. Và chúng tôi sẽ mời khán giả lên bốc số cho chúng tôi. Và sự may mắn của quý vị sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào người bốc vé. Và một điều đặc biệt trong lần xổ số này là người trúng thưởng phải có mặt trong ngày xổ số. Wow. Như vậy thì nếu như chẳng may cái người mà mình đọc tên lên, đọc số điện thoại lên nhưng mà họ không có mặt trong cái ngày xổ số thì sao ạ? Nếu khi số may mắn bốc lên và người mang số may mắn đó không có mặt thì giải thưởng đó sẽ được chọn lại và chọn cho đến khi nào mà người may mắn có mặt thì thôi. Và đó cũng là lý do mà hôm nay Kim Phượng có mặt trong talk show này để gửi lời mời trân trọng đến quý đồng hương bớt chút thì giờ đến tham gia chương trình xổ số tri ân quý khách hàng cùng với toàn thể nhân viên của Việt Today Media và Việt Shopping TV trong lần xổ số đầu tiên này. Wow. Như vậy đây là lần xổ số đầu tiên. Chị nói lần đầu tiên thì em nghĩ là chắc chắn là sẽ có lần thứ hai, thứ ba để mà tri ân khách hàng phải không ạ? Chắc chắn rồi Nam Minh. Nếu như được sự ủng hộ của quý đồng hương gần xa, Việt Shopping sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình như thế này trong tương lai. Cảm ơn chị Kim Phượng rất nhiều. Và nãy giờ thì em cũng hơi tò mò chút xíu về cái, không biết là cái giải thưởng dành cho quý khách hàng trong cái lần xổ số đầu tiên này như thế nào. Chị có thể bật mí cho khán giả được biết hay không? Chắc chắn là rất đặc biệt rồi Nam Minh. Trong ngày xổ số hôm nay, chúng tôi có tất cả là 12 giải thưởng. Và giải đặc biệt đó là một iPad Air trị giá hơn 500 Mỹ Kim. Wow. Và đây là iPad Air. Cửa hàng đã chuẩn bị sẵn quà cửa hàng cho đã quý chuẩn khách bị hết rồi. Sẵn. Và giải kế tiếp đó là giải nhất, đó là một mini iPad trị giá hơn 300 Mỹ Kim. Chúng tôi có tất cả là 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 200 đồng gift certificate của cửa hàng. Và 3 giải ba, mỗi giải trị giá 100 đồng gift certificate của Việt Shopping TV. Và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 50 Mỹ Kim của cửa hàng. Wow, vậy là rất là nhiều giải thưởng cho quý khách hàng trong ngày hôm đó. Và hình như là chưa hết đâu phải không chị? Dạ đúng rồi thưa quý vị. Trong ngày xổ số, Việt Shopping cũng sẽ gửi đến những khách hàng có mặt tại chương trình một quyển lịch rất là dễ thương thưa Nam Minh. Và đây là quyển lịch nha. Cái lịch này là Nam Minh nghĩ là chắc chắn tất cả các cô chú đồng hương sẽ rất là thích. Tại vì lịch rất là sang, không có phải kiểu lịch thường mà là lịch blog. Và đây có chữ lọc nữa. Và có tất cả hình ảnh của tất cả nhân viên của Việt Shopping TV. Đúng rồi Nam Minh. Dạ. Thì chúng tôi đã chuẩn bị quyển lịch rất là chu đáo để gửi tặng đến quý đồng hương. Quyển lịch này như là một món quà nhỏ để cảm ơn quý khán thính giả đã có mặt trong ngày xổ số. Cho dù quý vị có vé tham gia xổ số hay không thì quý vị vẫn nhận được lịch thưa quý vị. Wow.
Và một điều đặc biệt nữa thưa quý vị là Việt Shopping TV sẽ có một chương trình sale rất là đặc biệt trong ngày sổ số, phải không ạ? Đúng rồi Nam Minh, Việt Shopping TV sẽ có một chương trình sale rất đặc biệt trong ngày sổ số. Nếu quý vị mua hàng trong ngày sổ số, quý vị sẽ được tham gia chương trình sale đặc biệt này. Bên cạnh đó, quý vị còn được tham gia quay trò chơi, quay vòng sổ số. Cảm ơn chị Kim Phượng đã cho quý khán giả những thông tin về những cái giải thưởng trong cái chương trình tri ân khách hàng vừa rồi, cũng như là cái quà tặng của Việt Shopping TV gửi cho quý khách hàng. Và như hồi nãy chị nói thì khi mà đến trong cái ngày sổ số thì ngoài việc tham dự sổ số thì quý vị còn có được một cái chương trình sale rồi quay vòng may mắn nữa. Thì chị có thể cho biết thêm chi tiết về cái chương trình đó được không? Kim Phượng sẽ giữ bí mật sale này nhé. Nhưng Nam Minh và quý khán thính giả an tâm, chúng tôi đảm bảo là chúng tôi sẽ có chương trình sale rất hấp dẫn. Và quý vị vui lòng dành ít thời gian đến với chúng tôi thì đảm bảo quý vị sẽ rất hài lòng với chương trình sale này. Quý vị vừa được tham gia sổ số, vừa được tặng lịch, vừa được tham gia thêm trò chơi quay vòng may mắn. Và ngoài ra, chúng tôi cũng có chuẩn bị thức ăn nhẹ cho quý khách hàng hoàn toàn miễn phí. Nói về trò chơi quay vòng may mắn, Kim Phượng xin bật mí với Nam Minh và quý khán thính giả. Khi quý vị mua bất kỳ sản phẩm nào tại cửa hàng trong ngày sổ số, quý vị sẽ được tham gia quay vòng may mắn và có cơ hội trúng thêm những món quà có giá trị trong vòng quay số này. Và như Nam Minh và quý khán thính giả thấy, đây là vòng quay số của chúng tôi trong ngày sổ số. Thì quý vị chỉ cần mua bất kỳ sản phẩm nào là quý vị được tham gia quay vòng này. Các món quà trong vòng sổ số này gồm có Cleo Coffee, có Đông Trùng Hạ Thảo, có green tea, có gift certificate của cửa hàng. Thì quý vị cứ việc quay và quay bất cứ chỗ nào quý vị cũng có thể trúng được một món quà hết. Wow, nghe hấp dẫn quá chị. Quý vị đến tham gia chương trình sổ số, vừa được tặng lịch blog, vừa được đãi thức ăn nhẹ, rồi được mua hàng giá đặc biệt mà còn được thêm cái trò chơi quay vòng mà chắc chắn là 100% sẽ được tặng quà nữa. Đúng thì rồi. Không có còn gì mà hấp dẫn hơn nữa phải không chị? Chắc đúng chắn là Nam Minh sẽ dẫn người nhà đến mua hàng trong ngày đó. Đúng rồi Nam Minh. Và Kim Phượng tin chắc rằng với sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian qua sẽ góp phần cho Việt Shopping TV tổ chức chương trình quay số đầu tiên này thật tốt đẹp. Và Kim Phượng cũng như Việt Shopping TV rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị trong thời gian tới. Và một lần nữa, Kim Phượng xin thay mặt cho Việt Shopping TV cảm ơn quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, 6 tháng 12 năm 2014. Nam Minh xin cảm ơn chị Kim Phượng đã đến với chương trình để chia sẻ đến quý khán giả những cái thông tin về chương trình sổ số rất là hấp dẫn của Việt Shopping TV. Nam Minh cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong ngày sổ số của Việt Shopping TV vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, 6 tháng 12 sắp tới đây. Nam Minh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình mua sắm với Việt Shopping lần sau. Kim Phượng xin kính chào quý khán thính giả.